Xin chào cả nhà, hôm nay em làm dưa chua rau muống nha cả nhà. Đầu tiên là mình đã sơ chế rau muống. Đây là tỏi, ớt với hành, em đã lát mỏng ra hết. Và đây là đường với muối em chuẩn bị. Và đây là nước giấm, chuẩn bị một chén nước giấm. Và bây giờ mình đun một nồi nước sôi. Khi nước đã sôi rồi thì mình chế giấm vào, rồi chế đường muối vào. Để khoảng 15 phút nước nguội thì mình cho tỏi, hành, ớt vào. Đấy, và xong mình đảo cho đều, đặng ớt, tỏi với hành ảnh hòa quyện với nước. Xong rồi lúc này thì mình sẽ để dưa chua rau muống vào keo nha cô chú anh chị. Để vào cho đầy keo. Đó, đã đầy keo rồi. Xong rồi mình sẽ đổ nước tỏi, hành với ớt lúc nãy mình đã khuấy ở trong nồi đó. Nước giấm rồi tỏi, hành, ớt đổ vào trên lớp mặt của hũ dưa chua rau muống, sao nước cần cho ảnh thêm thiếp ngang cái mặt của những dưa chua rau muống. Đấy, vậy là em đã xong một hũ dưa chua rau muống rất là ngon luôn. Đây, xoay một vòng cho cả nhà xem. Wow. Yeah, xong. Và bây giờ em đậy nắp lại. 3 đến 4 ngày sau thì chúng ta sẽ dỡ nắp ra và ăn rất là giòn, tan và ngon. Cảm ơn cô chú đã xem video nhé. Hẹn gặp lại cô chú trong video tiếp theo. Bye bye. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.